Dạ vâng, lại được xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với video của em ngày hôm nay. Chào toàn thể các bác đam mê và yêu thích làm vườn trên mọi miền Tổ quốc. Shop dụng cụ nông nghiệp của em ngày hôm nay sẽ lên một video ngắn giới thiệu cho bác về hai mẫu cưa Nhật mà em đang cầm trên tay ở đây. Trước khi đi vào phần chi tiết cưa, em xin nói luôn cách thức giao dịch bên em. Bên em thì luôn nhận hàng ship CD toàn quốc. Các bác nhận hàng bên em thì đều được kiểm tra hàng thoải mái trước thanh toán. Còn bây giờ, không để các bác chờ lâu nữa, em sẽ giới thiệu chi tiết luôn về hai cái mẫu cưa này nhé. Em sẽ giới thiệu về một cái mẫu cưa thẳng này. Cái cưa này thì nó sẽ được bọc trong một cái hộp nhựa cứng như này nhé các bác nhé. Cực kỳ là xịn sò luôn ạ, rất là xịn sò luôn ạ. Đấy. Và đây là cái phần cưa này. Cái phần tay cầm này được làm bằng nhựa dẻo nha các bác nhé. Được làm bằng nhựa dẻo nha các bác nhé. Các bác cầm lắm, nó cực kỳ là êm tay, nó sẽ không bị đau tay. Và nó có những cái phần vân sờn đây giúp cho tay các bác làm việc nó sẽ không bị trơn trượt nha các bác nhé. Cầm lắm nó rất là êm tay, nó sẽ không to quá và sẽ không nhỏ quá nha các bác nhé. Cưa cực kỳ là hiệu quả, làm việc thì rất là hiệu quả luôn ạ. Đây, còn bên trong này nó sẽ là phần cán đúc đây nhá. Cái phần lưỡi cưa này được làm bằng cái này là bằng thép đúc nguyên khối nha các bác nhá. Được làm bằng thép đúc nguyên khối rất là dày dặn luôn ạ. Nó cực kỳ là dày dặn luôn nhá. Đấy. Cái lưỡi cưa này nó dài tầm độ khoảng 35-40 cm gì đấy. Phân là 40 phân gì đấy. Trên cái này là một hãng của Nhật nhá các bác nhá. Cái cưa này nó là một hãng của cưa bút đi của Nhật. Nó sẽ gần tương tự với một giống mây cưa top của hàng Đài Loan nhé. Nhưng đây nó sẽ là một hãng của Nhật nha các bác nhé. Răng cưa rất là sắc ngọt luôn ạ. Răng cưa cực kỳ là sắc ngọt. Thì em sẽ đi test thử cho các bác xem về cái độ sắc ngọt của cái cưa này nhé. Đây, rất là sắc ngọt luôn và rất là cứng nhá. Và rất là chắc khỏe luôn nhá. Thay vì các bác có đi rừng ấy, các bác dùng những cái cưa to ấy, thì các bác ấy lên mua cái cưa này về là rất là dùng, rất là tiện lợi và rất là hiệu quả nhá. Rất là sắc ngọt luôn ạ. Và có bác nào mà mua cưa nhà em rồi mà nó có bị hỏng hóc cái lưỡi cưa này, các bác có thể thay thế nhá. Đây là cái phần chốt thay thế này, các bật cái phần chốt này ra cho em. Đấy, các bác bẻ gập cái lưỡi cưa này xuống, bẻ gập cái lưỡi cưa này xuống nhá, là thay thế được. Thay thế cực kỳ là đơn giản thôi các bạn, thay thế nó rất là đơn giản nha các bác nhé. Ở đây, còn tiếp theo, đó là một cũng là một hãng của Nhật nhé. Nó cũng, đây là một hãng Kabushi của Nhật nhé các bác nhé. Đấy, nó là một hãng Kabushi của Nhật. Nhưng cưa này nó là một thiết kế là cưa gập nhé các bác nhé. Cái phần tay cầm này nó được làm bằng cao su nhé, cao su nhám nhé. Có những cái phần vân sần đây này, giúp các bác cầm nắm cái phần cao su này nó được êm tay nhé. Và nó sẽ không bị trơn trượt khi tay các bác có bị ra mồ hôi, đổ mồ hôi nhé. Cái phần vân sần đây, đây là những cái phần vân sần nhé các bác nhé. Cái này được làm bằng màu cam nhé, màu cam nhé các bác nhé. Đấy, khi các bác mở cưa thì các bác ấn cái phần chốt này cho em nhé. Mở cưa thì các bác ấn cái phần chốt này ra cho em. Đó, đây. Mở cưa ra sử dụng thì nó sẽ như thế này nhé các bác nhé. Cái lưỡi cưa này được làm bằng lưỡi thép đúc nguyên khối màu đen nhé. Thép đen nha các bác nhé, rất là chắc khỏe luôn ạ. Cái này thì rất là chắc khỏe, cái này thì không phải chê vào đâu được rồi. Cái cưa này rất là chắc khỏe luôn ạ. Cái mã của cưa này là mã 2332 nhé, hàng Kabushi nhé. Nó in trực tiếp mã trên cái lưỡi cưa này rồi. Cái cưa này đều là hàng loại 1 nhé, làm theo công nghệ của Nhật Bản hết nhé các bác nhé. Răng cưa rất là dài và nhọn ạ, rất là dài và nhọn nhé. Đấy, răng cưa cực kỳ dài và nhọn. Đây là một hàng của Nhật, hàng loại 1 nhé. Còn bây giờ em sẽ xin đi test thử hai cái mẫu cưa này cho các bác cùng được tham khảo nhé. Đây, em sẽ đi test thử ở dưới cái cành bồng nhà em ở dưới này nhé. Đây, em sẽ cưa thử cái này nhé. Đấy, các bác nhìn em cưa này. Em con gái mà dùng cưa này tầm độ bác, các bác cưa này các bác chỉ cần mất tầm độ khoảng 2 đến 3 phút thôi là các bác cưa được nhé các bác. Nó rất là sắc ngọt luôn ạ. Rất là chắc khỏe, cưa này rất là sắc khỏe và sắc ngọt luôn. Đấy. Em là con gái mà em đã nhẹ nhàng đã cưa được cái này. Các bác nào mà thanh liên, các bác con trai ấy, các bác kiểu cưa vèo một cái là các bác đã xong rồi nhá. Đấy, cưa rất là chắc khỏe luôn mà không phải cần phải tì vào đâu nhá các bác nhá. Đấy, không phải cần là tì vào đâu mà các bác cũng có thể cưa được rồi nhá các bác nhá. Cưa này là một cái cưa gập nhá các bác, nó rất là tiện lợi. Các bác có thể mang để túi đồ của mình, các bác đi rừng thì cực kỳ là ok luôn ạ. Đấy, nó rất là nhỏ gọn và tiện lợi nhá các bác nhá. Còn em sẽ đi test thử cái cưa này. Test thử một cái cưa, đây là một cái cưa đen nhé. Cưa đen nhé. Đây. Đấy.
cưa rất là chắc khỏe luôn ạ. Cưa nó cực kỳ là chắc khỏe luôn nha các bác nhé. Các bác nào mà có nhu cầu muốn mua hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp đến cái số điện thoại em đã để phần tiêu đề nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau ạ.